Chào các bạn, chào cả nhà. Hôm nay mình quay cái video này mình đưa cho các bạn xem cái từ mà thường thường mình tới làng trại Ninh Thủy mình nghe nói là cá lưới kéo. Cá lưới kéo có nghĩa là cá thì toàn bộ ở Ninh Thủy là cá mành, trong rồi cá đi câu, cá này kia nọ. Còn cái từ mà người ta dùng cá lưới kéo là cá cái lưới đó là không phải đi bằng ghe, bằng thuyền đi xa, nhưng mà người ta kéo ở trong bờ đó, bỏ dây một cái đầu này xong bắt đầu ta bơi ra, đi ra xa ra cũng khoảng 600-700 mét, rồi bắt đầu người ta quăng lưới xuống, rồi bắt đầu coi như là bên kia cá một đầu là hai đầu, đàn bè cũng được, đàn ông cũng được, kéo với nhau rồi kéo nó vô, rồi bắt đầu lưới bắt cá, bắt trong bờ luôn. Coi như là cái này là mình thay gì cũng như là bắt cá trên bờ, chứ không cần là bắt cá dưới ghe với gì hết, kéo cái lưới nó vô trong bờ rồi đổ cá ra luôn. Cá có khi trúng cũng kiếm được vài triệu nhưng mà thì người ta nói mà làm cái gì nó cũng có cái hên đó. Như cái bữa cá này mình quay cho các bạn coi là nếu mà ba giỏ như vậy nó cũng được khoảng gần tầm 60 ký thì mình bình quân ra 20-25 ngàn ký thì cũng được 700 triệu mấy đó. Cho nên bây giờ mình đi tắm biển sẵn mình bắt đầu thấy, với là cái này á thì có khi mà mình gặp á, tại vì đi mà canh cái lúc người ta một lần người ta đánh lưới lên á là ít nhất cũng phải 2 tiếng đồng hồ cho nên đứng chờ, nhưng mà mình cũng cố gắng mình chờ để review cho các bạn xem. Ok, các bạn xem, nhớ xem hết video của mình, ủng hộ cho mình một like ha. Rồi cảm ơn các bạn nhiều. Xong bắt đầu coi như là thấy cái kéo nó kéo á, giờ mình quay cái kéo nó kéo mà cho các bạn coi. Hồi giờ ở trong cát á thì cái nghề này cũng nhiều lắm, nhưng mà bữa nay người ta giải nghề hết rồi, chỉ còn có một hai chủ gì đó, cho nên mình nói hiếm cái hồ kia thì ngày nào cũng có người kéo á. Bữa nay người ta kéo cá, người ta mới kéo, không cá thì người ta nghỉ. Cho nên bữa nay mình có cái dịp mình thấy đang tắm nhưng mà thấy lưới kéo á, mình quay cho các bạn xem. Cá nhiều bạn cũng chưa biết cái lưới kéo này đó. Lưới kéo này nó đánh ở ngoài, coi như nó đi cái đường dây ra ngoài xa khoảng 600-700 mét, rồi coi như là nó đánh lưới ở ngoài đá, xong bắt đầu hai đầu, một đầu 600-700 mét, bắt đầu kéo cái dây vô lưới, bắt đầu đi vô một cái giác lưới đánh khoảng tiếng lưỡi, từ xa là tiếng lưỡi đến 2 tiếng này mới lấy cá lên được. Cá nhiều lúc đó thì biển dễ mà, cá nhiều lúc cũng trúng cá nhiều lắm. Hồi thời gian mà trước đây mười mấy năm thì cá mà nó coi như là im ái, cá có khi đánh 500-700 ký, dài 300 ký, nhưng mà bữa nay thì 50-70 ký là mừng rồi. Cho nên bây giờ mình quay cho các bạn xem. Bây giờ cũng như là ta đang kéo dây như chưa tới lưới thì ở bãi biển rất sáng thì đông lắm, nhưng mà rất này là bắt đầu đó mình trời lên cao rồi thì nó vắng bớt nè. Giờ mình cứ kéo mình ra nó kéo từ gần 1 tiếng đồng hồ bắt đầu mình mới vô tới lưới. Giờ mình cố gắng mình quay coi thử cũng trong người giấy cho cá cá mình quay cho các bạn coi cá tươi cá mực rồi có khi nó trúng cũng coi đã lắm. Người ta kéo lưới vô này. Giờ bắt tư lưới rồi. Cái dây á, người ta kéo coi như là đó, đó, cái dây này người ta kéo từ ở trên kia mà đi xuống cái này đó, một đống dây này. Dây á, các bạn thấy không? Đống dây này mà đi lần xuống này. Kéo dây người ta. Người ta kéo tới đâu, người ta thả dây cho đó. Đây.
cái dây vô xong rồi bắt đầu tới lưới này. Rồi các bạn xem nha, các bạn theo dõi hết đi để đã coi được. Đó, quay cho các bạn xem mình nghe. À, coi như là này là giờ tới lưới rồi, còn hai, còn 15, 20 phút nữa là để vô. Hai con này kéo. Cái này mà không bao giờ gặp đâu. Cái này mình đi tắm cho mình thấy á, người ta đi giả rồi rồi theo để bị chán nè. Rồi bây giờ gần vô rồi nè, ché gần vô rồi. Thank you.
không bao giờ thấy cái ngát nữa. Vô định cá rồi chứ còn gặp cái lục nhiều nữa còn cá nhiều.